Trong cuộc chiến tranh hạng 3 tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Thụy Điển sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Úc. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thụy Điển phải thi đấu ở trận tranh hạng 3 sau khi thất bại ở bán kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Úc đã gặp thất bại 1-3 trước đội tuyển nữ Anh ở bán kết, nhưng vẫn ghi dấu ấn lớn khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải. Sự quyết tâm của cả Thụy Điển và Úc trong việc giành hạng 3 rất rõ ràng khi họ quyết định giữ nguyên đội hình đã ra sân ở trận bán kết. Đội tuyển nữ Thụy Điển dựa vào sự thăng hoa của các cầu thủ như Fridolina Rofo, đội trưởng Kosovare Aslani và Elin Rubensson. Trong khi đó, Úc sẽ tiếp tục tin tưởng cặp tiền đạo hàng đầu Sam Kerr và Mary Fowler để tạo ra sự sắc sảo trong hàng công. Trận đấu đầy cam go hứa hẹn sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia của Thái Lan. Úc sẽ hưởng lợi từ sân nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển nữ Úc thể hiện sự tự tin và quyết tâm. Tuy nhiên, trong hiệp 1, đội tuyển nữ Thụy Điển đã chơi ấn tượng hơn. Họ kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% và thực hiện tới 8 pha dứt điểm, trong đó có 4 cú sút trúng đích đe dọa khung thành Úc. Hàng tiền vệ Thụy Điển do Elin Rubensson chỉ huy đã thể hiện sự phối hợp đồng đều, áp sát cao đối thủ và ngăn chặn những đợt tấn công của Úc. Trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng, phút 24 đã chứng kiến đội tuyển nữ Úc có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha phối hợp tốt ở cánh phải, Ellie Carpenter tạt bóng thuận lợi cho Hailey Raso. Cầu thủ của Real Madrid đã thực hiện cú dứt điểm chính xác, nhưng thủ môn Jesira Musovic của Thụy Điển đã có phản ứng nhanh nhạy và cản phá thành công. Trận đấu tranh hạng 3 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc mạnh mẽ và kịch tính cho người hâm mộ, khi cả hai đội tuyển đều quyết tâm giành chiến thắng và kết thúc giải đấu một cách vinh quang. Trong cuộc chiến tranh hạng 3 tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Thụy Điển sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Úc. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thụy Điển phải thi đấu ở trận tranh hạng 3 sau khi thất bại ở bán kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Úc đã gặp thất bại 1-3 trước đội tuyển nữ Anh ở bán kết, nhưng vẫn ghi dấu ấn lớn khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải. Sự quyết tâm của cả Thụy Điển và Úc trong việc giành hạng 3 rất rõ ràng khi họ quyết định giữ nguyên đội hình đã ra sân ở trận bán kết. Đội tuyển nữ Thụy Điển dựa vào sự thăng hoa của các cầu thủ như Fridolina Rofo, đội trưởng Kosovare Aslani và Elin Rubensson. Trong khi đó, Úc sẽ tiếp tục tin tưởng cặp tiền đạo hàng đầu Sam Kerr và Mary Fowler để tạo ra sự sắc sảo trong hàng công. Trận đấu đầy cam go hứa hẹn sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia của Thái Lan. Úc sẽ hưởng lợi từ sân nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển nữ Úc thể hiện sự tự tin và quyết tâm. Tuy nhiên, trong hiệp 1, đội tuyển nữ Thụy Điển đã chơi ấn tượng hơn. Họ kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% và thực hiện tới 8 pha dứt điểm, trong đó có 4 cú sút trúng đích đe dọa khung thành Úc. Hàng tiền vệ Thụy Điển do Elin Rubensson chỉ huy đã thể hiện sự phối hợp đồng đều, áp sát cao đối thủ và ngăn chặn những đợt tấn công của Úc. Trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng, phút 24 đã chứng kiến đội tuyển nữ Úc có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha phối hợp tốt ở cánh phải, Ellie Carpenter tạt bóng thuận lợi cho Hailey Raso. Cầu thủ của Real Madrid đã thực hiện cú dứt điểm chính xác, nhưng thủ môn Jesira Musovic của Thụy Điển đã có phản ứng nhanh nhạy và cản phá thành công. Trận đấu tranh hạng 3 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc mạnh mẽ và kịch tính cho người hâm mộ, khi cả hai đội tuyển đều quyết tâm giành chiến thắng và kết thúc giải đấu một cách vinh quang.